Chào các bạn. Hôm nay Chí Lâm gặp lại các bạn để chia sẻ một bài giáo lý không câu nệ vào sự khác biệt. Các bạn thân mến, trong các mối quan hệ luôn tồn tại sự khác biệt về cá tính, về nhận thức hiểu biết giữa ta và mọi người. Đó là quy luật tất yếu. Bởi trong đời sống xã hội, môi trường và điều kiện phát triển của mỗi người đều khác nhau. Chính vì lẽ đó mà ta không nên câu nệ vào sự khác biệt, không nên đòi hỏi mọi người phải giống như ta. Là người đạo đức có hiểu biết, ta chọn điều đúng, điều tốt mà làm. Nhưng ta không có quyền dùng lăng kính đúng sai theo quan niệm của chúng ta để chấp trước mọi người. Nhất là người thương của mình, người thân của mình, bạn bè và đồng nghiệp của mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới của sự khác biệt. Kiến thức của mình đối với kiến thức của cả thế giới mênh mông này, nó chỉ là một hạt cát. Do đó, ta không nên xem sự hiểu biết của chúng ta là tuyệt đối. Ta phải thể hiện ánh sáng của sự giác ngộ, của tình thương yêu qua từng lời nói, cử chỉ và hành động dành cho mọi người. Trong các mối quan hệ, ta phải biết buông xả những nguyên tắc đúng sai. Vì nếu cứ cố chấp vào nguyên tắc đúng sai là ta đã tự trói buộc mình, làm cho các mối quan hệ thêm rắc rối, mâu thuẫn và phiền não. Điều này sẽ vô tình phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của tình yêu thương. Phần trình bày của tôi đến đây xin hết ạ. Chí Lâm xin chào các bạn và hẹn gặp lại.